Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Trân Quan Đại Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Minh Mang Đẳng Ứng, về cảm ứng chúng em. Nay chúng tôi thành tâm tha thiết ăn công đức ăn chay niệm Phật làm lành tối thứ sám hối ăn năn, mời cửu huyền thất tổ ông bà tổ tiên ông nội mình nội ngoại hoặc là đất đai dân chặt thần hoàng cảnh cảnh thần linh cá chặt thần linh cây cỏ thần linh cây dầu ở đây dạng uống gia đình chúng con bữa cơm cuối cùng trong năm để chào đón năm mới. Nguyện với ơn trên ban bố phước lành mười phương chư Phật hào quang đức Phật A Di Đà soi rọi cứu độ chúng sanh tai qua nạn khỏi nghiệp chướng tiêu trừ dịch bệnh qua đi chiến tranh ngừng dứt A Di Đà Phật. Nguyện cho nhân loại thượng lương cơm no áo ấm bỏ ác theo thiện A Di Đà Phật. Mười phương chư Phật chứng minh hợp thành chính của chính con A Di Đà Phật. Mẹ ăn bánh xèo không? Ăn ha.